tại sao bảo trì ti đồng tự dừng cửa cuốn quan trọng? Công nghệ tự dừng và đảo chiều cửa cuốn sử dụng ti đồng và nẹp inox được nhiều gia đình tin dùng nhờ hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên, ti đồng và thanh inox dễ bị mài mòn, làm giảm hiệu quả và tăng nguy cơ tai nạn. Bảo trì thường xuyên rất quan trọng để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt và an toàn. Chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp ti đồng bị mài mòn, dẫn đến tiếp xúc kém với thanh inox. Điều này làm cửa không thể tự dừng khi gặp vật cản, gây nguy hiểm. Dưới đây là hình ảnh ti đồng sau thời gian sử dụng bị mài mòn phần đầu tiếp xúc. Sau đây là lợi ích của việc bảo trì định kỳ. Đảm bảo an toàn giúp phát hiện và khắc phục hư hỏng kịp thời. Đảm bảo hệ thống tự dừng hoạt động chính xác. Tăng hiệu suất hoạt động, giúp cửa cuốn hoạt động mượt mà, tránh sự cố kẹt nan hay đứt nan. Hãy để Dương Thành Đức, chuyên gia cửa cuốn Biên Hòa giúp bạn bảo vệ an toàn cho gia đình. Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí.